Tuyết xe không cộng một pin chip không email góc vào chân văn 13/2/2018 mô hình Nghĩa Trang. Yên Trung dự trù kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng dành cho các lãnh đạo cấp của Việt Nam. Ảnh Werner Feiern chắc chắn đại diện Bộ Xây dựng và Chính quyền thành phố Hà Nội không thể ngờ rằng lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa Trang Yên Trung do họ phối hợp tổ chức hôm 1 tháng 2 lại trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về thời điểm giới lãnh đạo cao cấp nên chết và chuyện chôn giới này sao dấu đã hơn một tuần tính từ buổi lễ đó. Xong cuộc bàn luận về ý tưởng trục xuất 105 gia đình đang sinh sống dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để dùng 120 hectare đất xây dựng Nghĩa Trang Yên Trung, không những chưa kết thúc mà càng ngày càng rôm rả trên các diễn đàn điện tử và mạng xã hội. Song song với sự thịnh nộ vì bất chấp thâm thủng ngân sách, nợ nần gia tăng, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, trường học, bệnh viện vừa thiếu, vừa tồi tệ về chất lượng, số người nghèo khổ càng ngày càng đông, giới nào cũng ta thán về, sưu cao, thuế nặng, chính phủ Việt Nam vẫn phê duyệt. Dự án muốn tới 1.400 tỷ này chỉ để chôn cất từ 2.200 đến 2.500 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và các anh hùng, danh nhân. Lần đầu tiên, dân chúng Việt Nam thi nhau bày tỏ suy nghĩ của họ về chuyện chết cũng như chôn những cá nhân thụ hưởng đặc quyền an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Yên Trung. Cho dù Nghĩa Trang Yên Trung được giới thiệu còn là nơi an nghỉ cuối cùng của các anh hùng, danh nhân, song mũi dùi của dư luận chỉ chia trực tiếp vào cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Giống như nhiều người như ông Thăng nêu thắc mắc, chắc gì các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa thích được chôn cùng chỗ với các quan chức cao cấp. Đoàn Khắc Xuyên nhận định xếp các anh hùng, danh nhân vào cùng một nhóm với những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước là nhập nhèm, đánh đồng cái này với cái kia, bởi cái này không phải cái kia chưa chắc đã là cái này. Theo ông Xuyên, đó là một kiểu đánh lận con đen nhằm né tránh dư luận. Chẳng phải chỉ có đu ông Thăng và Đoàn Khắc Xuyên nhìn ra điều đó, có hàng triệu người cùng thấy như vậy. Thành ra những bình luận kiểu hết ý khi đến giờ này mà vẫn còn phân biệt chỗ chôn giới lãnh đạo cao cấp với thường dân hoặc Nghĩa Trang Yên Trung cho thấy tầm nhìn xa của giới lãnh đạo cao cấp. Thành ra họ hối hả chuẩn bị hậu sự cho mình, hay đừng tiếc 1.400 tỷ mà nên chấp nhận đóng góp thêm vài chục ngàn tỷ nữa để lập các nghĩa trang chôn toàn bộ giới lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã một lần cho xong rồi. Những băn khoăn kiểu con cháu giới lãnh đạo cao cấp đã định cư ở ngoại quốc hết rồi, bỏ ra 1.400 tỷ sẽ phí vì lấy ai thắp hương, và những an ủi kiểu bởi khó mà chặn dự án Nghĩa Trang Yên Trung, thành ra cứ xem đó như chi phí cho việc gom hết vào một chỗ để sau này nhân dân dễ tìm được người sử dụng internet giải đầy trên mạng xã hội Việt ngữ, chúng nhiều như lá mùa thu. Điểm đặc biệt là tham gia luận bàn theo các hướng vừa kể không chỉ có thường dân, dự án Nghĩa Trang Yên Trung đã đẩy những người xưa nay vẫn không ngại bày tỏ sự tin yêu Đảng, Nhà nước hoặc từng hay đang gắn bó mật thiết với hệ thống công quyền tại Việt Nam cùng với đám đông đồng bào của mình nhìn về một hướng. 2 tháng trước, Facebook A Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị hào kiệt của dân tộc. Ngày mùng 2 tháng này, ông Triển chất vấn tại sao chết mà còn phân biệt nơi chôn, nói không đi đôi với làm, dân tin yêu sao được. Giữa trận báo dư luận ấy, có Facebook A như Nguyễn Thiện nhắc mọi người, dự án Nghĩa Trang Yên Trung do chủ trương của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa trước đề ra, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã rời chính trường để trở về làm người tử tế, phê duyệt, chứ không phải sản phẩm do ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đương nhiệm tạo ra. Nguyễn Thiện dẫn một link cho thấy, người đứng đầu Ban Bí thư thời đó chính là vị hào kiệt của dân tộc. Hôm nay, Facebook A Nguyễn Văn Thọ, người khẳng định là cùng thời, có số tuổi đảng, tuổi công hiến ngang với những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, gọi họ là đồng chí, khuyến cáo chi 1.400 tỷ thực hiện dự án Nghĩa
Trang Yên Trung là tự đào huyệt chôn mình, chôn theo cả lòng tin mà cuộc chiến chống tham nhũng đang nhen nhóm lại, thậm chí chôn đi cả lòng biết ơn của nhân dân với sự nghiệp cách mạng mà các bậc tiền bối đã dành cho Đảng. Đặng Huỳnh Lộc, cháu của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, huỵch quẹt thay vì xây nghĩa trang để củng cố lòng tin của nhân dân thì hãy tự sát để nhân dân tin là đã chết thật. Võ Đắc Danh, con của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, tán thưởng, đó là cách tốt nhất để lấy lòng tin của nhân dân. Đã có không ít người dẫn câu ca dao, thương dân, dân lập đền thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương, như một cách răn đe. Hoàng Tư Giang cũng dẫn câu ca dao này kèm câu hỏi, triết lý đơn giản như vậy, trải qua nhiều triều đại mà sao các anh không nhận ra từ lúc còn trên đỉnh cao quyền lực cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. 1.400 tỷ là máu và nước mắt của người dân đấy. Theo khuynh hướng đó, Đỗ Minh Tuấn bỡn cợt rằng nên đối xử bình đẳng với tất cả các dự án, khoan phản đối khi chưa xác định các thông số khoa học. Giống như các dự án khác, dự án Nghĩa Trang Yên Trung cần phải qua giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, tiền khả thi kèm đánh giá tác động môi trường. Theo ông Tuấn, trước khi xài cho hết 1.400 tỷ để xây bãi tha ma quan chức, chôn đồng loạt các xác chết thì nên chôn thử. Ông hiến kế chôn thử thằng nghĩ ra dự án xem môi trường trong khu vực có bị ảnh hưởng do nước tiểu của dân không, sau đó kiểm tra xem dư luận xã hội ra sao, gia đình người được chôn thử có phát tài phát lộc hay không. Ông Tuấn còn đề nghị nên khảo sát và dự báo cả yếu tố trong tương lai, liệu con cháu của những người sử dụng bãi tha ma quan chức có bị tổn thương khi suốt ngày nghe chửi và ngửi mùi nước tiểu không. Sao từ khi trở thành tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam, dù nhiều người nhiều giới đề nghị nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đảng CSVN tổ chức trưng cầu dân ý dự án Nghĩa Trang Yên Trung giống như giọt nước làm tràn ly, dấu chẳng có ai nơi nào đứng ra tổ chức, nhưng nhiều người nhiều giới đồng loạt bày tỏ tâm ý của họ. Sau lần dân chúng tự phát biểu thị tâm ý này, không rõ các cán bộ cao cấp của đảng nhà nước có đắn đo chút nào mỗi khi lập lại luật điểm lãnh đạo toàn diện tuyệt đối là sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó hay không. Tuyết xe không cộng một pin chip không.